Chào mọi người, hôm nay mình cùng mọi người sửa một cái bàn phím. Cái bàn phím hiện tại của mình là nó đang bị liệt cái phím cách nè. Đấy, các bạn nhìn thấy phím cách của mình nó bị liệt xuống rồi, nhấn nó không có độ bung lại. Bàn phím mình nó bị như thế này á, là không phải vì lò xo liệt mà cái nút cao su bên trong nó bị liệt. Thì bây giờ mình và mọi người sẽ tháo cái bàn phím ra và mình sẽ sửa cái nút đó bằng cách là thay cái nút này. Cái nút bên trong là nó bị rách, nó liệt, nó không có độ nhún. Mình sẽ thay cái nút này vào cho cái bàn phím của mình. Cái nút này mình có thể lấy trong những cái bàn phím bị hư mà những cái nút này nó còn tốt thì mình tận dụng. Rồi bây giờ mình và các bạn cùng tháo cái bàn phím. Ở đây mình tháo bàn phím thì mình sử dụng cái máy khoan này, khoan tay mình tháo cho nó nhanh. Còn các bạn ở nhà không có máy khoan tay thì có thể sử dụng tua vít. Sau khi mình dùng khoan mình vặn hết vít thì mình nâng nó lên. Ở đây mình cho các bạn thấy là cái phím cách của mình là nó có cái nút cao su như thế này. Rồi, nút cao su như thế này nó đã bị hư rồi các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nút cao su nó bị rách. Khi chúng ta nhấn xuống là nó không có cái độ đàn hồi để nó đẩy cái phím cách chúng ta lên. Thì rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thay cái nút cao su này thôi. Rồi bây giờ mình thay cái nút cao su. Đây các bạn, mình lấy một cái nút cao su này còn tốt, không có bị rách, thì chúng ta thay vào. Chúng ta để vào đây. Chúng ta nâng lên. Rồi, cho cái nút cao su nó lọt vào bên dưới. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành lắp nó lại. Bây giờ mình kiểm tra xem cái phím cách của chúng ta như thế nào. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là nó đã nâng lên rồi, nó không còn bị liệt một bên nữa. Hai bên bằng nhau, nó cân rồi đó. Khi ta nhấn xuống này, nó đàn hồi lên nè. Rất là nhạy. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa một cái bàn phím mà nó bị liệt cái phím cách này, hoặc liệt những cái phím khác cũng vậy. Thì chúng ta tháo nó ra và bằng cách thay một cái nút nhấn cao su. Một số bạn không biết, chúng ta bỏ bàn phím đi thì lãng phí quá. Như vậy thì ta có thể tận dụng bàn phím và ta xài lại như bình thường.